Cát Tường rất vui là được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình 1001 Chuyện. Và trong chương trình ngày hôm nay, trước tiên Cát Tường xin giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt. Đó chính là chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Lý Thị Mai và ca sĩ Thiên Vương. Đặc biệt đến đây và đồng hành cùng với chương trình còn có cặp vợ chồng của anh chị Ngọc Nhân và Phương Châm. Kính thưa quý vị là ngay cả trong chương trình 1001 Chuyện cũng không thể nào nói hết được những cái vấn đề nó rắc rối, nó tiềm ẩn và nó rất hấp dẫn trong cái chuyện quan hệ của vợ chồng. Và vậy thì đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một vấn đề mà Tường nghĩ rằng nó cũng hết sức là nhạy cảm. Đó là cái chuyện yêu mà bị lệch múi giờ của các cặp vợ chồng. Thiên Vương lúc nào mà Tường giới thiệu vô cái bắt đầu vô chương trình thì Vương cũng là nhìn Tường mà cười hết á. Tường biết rằng là bạn có rất nhiều điều muốn chia sẻ trong cái chuyện này, chắc là bạn cũng bị yêu lệch múi giờ ở đây. Nhưng mà trước tiên khi mà chúng ta có thể có đầy đủ những cái tư liệu để nói chuyện với nhau thì mời tất cả chúng ta cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Chuyện vợ chồng chung sống cùng nhau dưới một mái nhà sẽ khó mà tránh khỏi những khi bất đồng với nhau về tính cách, sở thích và cả trong chuyện chăn gối. Đó là khi nhu cầu của cả hai vợ chồng diễn ra một cách đối nghịch, đồng hồ yêu của cả hai bị chênh lệch về thời gian và thời điểm cảm thấy thực sự hòa hợp. Tình cảnh diễn ra khi chồng thì đã sửa soạn háo hức đến gần vợ, thì đáp lại, vợ lại tỏ ra hờ hững mải mê với việc riêng của mình mà bỏ ngoài tai nhu cầu của chồng. Từ nhẹ nhàng đến cả giằng co, cả hai vợ chồng cũng không thể giải quyết được việc trớ trêu rằng chồng thì đang muốn nhưng vợ thì chưa. Những điều này có thể không nguy hiểm nhưng rõ ràng khó chịu là không ít. Vì việc một trong hai người phải gồng mình vì giờ giấc khác biệt của người kia thì về lâu dài sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Trong đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm tính là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, học cách điều chỉnh và thỏa thuận với nhau là điều nên làm nếu vợ chồng có xảy ra chuyện yêu lệch pha về múi giờ. Tại sao lúc nãy khi mà Tường mới vừa giới thiệu là hôm nay mình sẽ bàn luận về cái chuyên đề là tại vì sao mà các vợ chồng mà bị yêu lệch múi giờ đó thì nó sẽ như thế nào, thì bạn cười là bạn cũng bị lệch hay sao? Dạ đúng, khi mà em nói từ đầu cưới đi ha. Rồi. Nó phải có trình tự lớp lai đàng hoàng. Khi mà hai vợ chồng chưa có con thì Thiên Vương là cái nghề nghiệp chính là đi hát, cho nên là về khuya đó. Cho nên tất nhiên là trong cái khoảng thời gian mà về khuya thì mình sẽ mệt mỏi. Thì đôi lúc vợ đòi hỏi thì lúc đó mình thực sự là mình mệt quá thì mình không đáp ứng được. Vâng. Thì mình cho qua. Mình mang phép mình cho qua. Rồi cho qua. Đó thì tới khi mà mình ngủ dậy và cảm thấy là mình đã đầy đủ tràn trề sinh lực rồi thì vợ đang nằm ngủ. Cho nên nó rất là phiền trong chuyện đó. Thì tất nhiên là sẽ có một cái khoảng mình làm sao mà hai người như bản thân vợ chồng Thiên Vương đi thì sẽ có một buổi nói chuyện. Vẫn sẽ mà có cái buổi đó chưa? Dạ có thường xuyên. Có thường xuyên. Thì để mà làm sao cho hai vợ chồng càng ngày càng gắn kết nhau trong tất cả những công việc và trong cả luôn cái việc quan hệ vợ chồng. Bởi vì cái đó là điều cần thiết. Rồi, một tiếng. Sau đó thì khi mà có con rồi thì cái chuyện này nó hơi phiền nữa đây. Thôi được rồi, vậy cái phần có con để đó, bây giờ chuyển qua cái phần bên đây. Thế thì Phương Châm với lại là anh Ngọc Nhân á, thì là mình có khi nào bị rơi vào cái tình huống giống như vậy chưa? Vợ chồng em thì tuy mới cưới được gần 10 tháng thôi, nhưng mà cái hiện tượng này em thấy nó rất phổ biến, nó xảy ra ngay với chúng em luôn. Dạ. Hai vợ chồng đều làm trong ngành y tế, những tưởng là cái sự lệch pha nó chỉ xảy ra lúc đầu hai vợ chồng nghĩ là chỉ xảy ra ở những cặp vợ chồng quá chênh lệch tuổi với nhau thôi, nhưng mà hai vợ chồng em á, chỉ chênh lệch có 3 tuổi thôi, mà cưới nhau thì 9 tháng 20 mấy ngày rồi ở riêng mà chưa có con cái nữa, nhưng mà vẫn bị lệch pha cũng giống như anh Thiên Vương. Nhưng mà hai vợ chồng là cùng đi làm giờ hành chánh hết. Dạ. Cùng làm cùng về như nhau. Dạ. Ủa mà tại sao lại lệch? Ngoài giờ hành chánh ra thì em có tham gia trực đêm. Cho nên là thường á thì đi làm về thì rất là mệt. Cộng thêm là hiện giờ em đang học thêm văn bằng 2 của trường đại học nữa. Cho nên là khi mà tan tầm mà giờ hành chính xong á là em phải chạy đến trường học đến khoảng gần 22 giờ tối mới về đến nhà. Rồi. Cả ngày là quá mệt rồi ha. Quá mệt mỏi rồi, khi về đến nhà thì chỉ muốn lăn ra ngủ thôi chứ không thể nào mà quan tâm đến bà xã được. Khi mà ngủ thức dậy thì nó gần sáng thì em lại rất là muốn cảm giác gần vợ, nhưng mà lúc đó vợ không có nhu cầu nữa. Say rất nồng. Không có dạ. Khi mà chồng về thì trước khi ngủ thì hai vợ chồng cũng nói chuyện này kia, tí xíu ảnh lăn ra ngủ rồi thì em cũng có cảm giác là rất là ham muốn, nhưng mà thấy quay qua thấy ảnh ngủ thì lúc đầu cũng buồn buồn, nhưng mà nghĩ đến những cái áp lực trong công việc rồi chồng mình phải đi học thế này thế kia thì em cho thấy thương chồng hơn nữa, rồi ôm chồng ngủ luôn. Rồi xong rồi. Mà hai vợ chồng bạn là mới lấy nhau 9 tháng mấy mà như lời anh Nhân nói là cái trường hợp này là thường xuyên xảy ra hả? Dạ lúc mới cưới thì không có, khoảng 2-3 tháng thì đã có. Chắc có lẽ thời gian cuối năm công việc áp lực nhiều quá cho nên em có hơi lơ là. Rồi có khi nào trong người chị cảm thấy là chị bực bội, bực tức hay là rồi mình cảm thấy là mình có suy nghĩ ra những cái suy nghĩ gì khác nó không có được, không có tích cực cho lắm không? Cái cảm giác bực bội và bực tức thì nó em nghĩ nó ở mức độ nhẹ thôi, tại vì hai vợ chồng mình cũng mới á, nhưng không có nhiều lắm. Nhưng mà như vậy là cũng có cảm thấy khó chịu và bực mình. Dạ. Bạn có nói với ảnh không? Có tâm sự lúc đầu thì hai vợ chồng tự hiểu thôi, ví dụ như ảnh muốn thì anh massage cho em massage cho anh đi, là mình đã tự hiểu rồi ha. Nhưng mà sau khoảng thời gian gần đây thì hai vợ chồng có ngồi để nói chuyện với nhau thẳng thắn luôn, tại vì nghĩ cái chuyện này là không thể một mình chịu được mà cả hai cùng nhau mà giải quyết cái chuyện này, nên là cũng có ngồi để nói chuyện với nhau là em phải làm gì, anh phải làm gì, là chúng ta phải làm cái gì đó, có nói chuyện với nhau và nói chung là tình hình có cải thiện một tí xíu. Cảm ơn bạn. Nhưng mà Thiên Vương nè, hồi nãy là Thiên Vương nói là cái bước thứ nhất, bước thứ hai, Thiên Vương nói là đã họp với vợ là nhiều lần. Ủa tại sao thí dụ như mình họp một lần là mình phải giải quyết được vấn đề, sao mà họp một lần rồi vậy là còn nguyên nhân khác nữa? Cái nguyên nhân tất nhiên là cái nó không phải là về vấn đề mà lệch múi giờ theo công việc nữa rồi, mà nó lệch múi giờ theo tâm sinh lý của mỗi người nữa. Wow. Cho nên là nó sẽ có nhiều cái, chẳng hạn như là người vợ họ đang rất là ham muốn trong cái chuyện đó, trong ngay thời điểm đó, nhưng mình lại không muốn. Làm sao để mà mình càng ngày càng hòa hợp bằng cách có thể là nói chuyện hay là những cái cử chỉ như thế nào đó, hoặc là mình có thể mình nói chuyện một cách thẳng thắn. Bây giờ thực sự giờ anh rất là muốn, em có muốn không? Có. Vô. Tôi lắng nghe các bạn trao đổi mà tôi thấy rất là thú vị. Dạ. Bởi vì thực ra thì không phải là chúng ta chỉ trò chuyện với nhau mà trò chuyện để cho khán giả theo dõi chương trình của chúng ta cũng có cái sự đồng cảm với chúng ta, bởi đây là một cái việc nó rất là khó bày tỏ. Đã là vợ chồng thì chắc chắn phải có cái chuyện quan hệ về mặt thể xác. Dạ. Đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà các bạn biết đấy, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, có nhiều cái thuận lợi lắm. Ví dụ chồng đi làm, vợ đi làm, đời sống kinh tế tương đối là ổn định, cân bằng hơn. Nhưng mà cũng phải thừa nhận một điều là chúng ta bận rộn hơn. Giống như là Nhân nói là không phải là chỉ có đi làm bình thường mà còn cái bước đường thăng tiến trong tương lai là còn phải học thêm để mà mình có thể phát triển sự nghiệp của mình. Thì đó là cái ước nguyện rất là chính đáng, nhưng các bạn phải cẩn thận. Bởi vì mỗi khi chúng ta lao động, học tập thực sự đó thì nó tổn hao rất nhiều cái sinh lực của mình. Dạ đúng. Cho nên các bạn về than là mệt là phải, đúng không ạ? Ai cũng vậy, tôi làm mà không mệt tức là làm không có làm chất lượng, học mà không mệt, không có khó khăn, học không có chăm, học không có chất lượng. Cho nên chúng ta đã làm dốc hết sức rồi thì chúng ta sẽ phải cần có một cái thời gian để mà chúng ta thư giãn. Và cái quan trọng nhất là các bạn biết đấy, là nhất là các đôi vợ chồng trẻ này, bạn Nhân bạn nãy bạn nói là nghe có vẻ bi quan lắm. Trời ơi, tụi em mới cưới hơn 9 tháng mà em đã thấy có vấn đề. Làm nghe mọi người nghe giật mình. Nhưng mà thực ra đó là gì ạ? Lý do thứ nhất là vì cái công việc của mình, với cái sự muốn phát triển cái sự nghiệp của mình tương lai. Có những người đôi bạn, vợ chồng là công nhân, buộc lòng chồng phải đi ca đêm, vợ đi ca ngày hoặc ngược lại. Hoặc là trong ngành y, chúng ta phải trực đêm, trực hôm. Có rất nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội. Và chúng ta phải thấy rằng đây là một cái thực trạng là có ai muốn, có ai mong rằng là chúng ta sẽ đi làm mà không có gần gũi nhau trong cái gọi là cái nhịp đồng hồ sinh học bình thường là giấc ngủ ban đêm không? Cô ơi, ngoài ra con nghĩ thì ngoài những cái nguyên nhân đó thì có khi nào nguyên nhân tự bản thân mình mà mình không biết không? Ví dụ về cái quan điểm, ví dụ như bạn Trâm, bạn nghĩ là buổi tối á, mình trước khi mình đi ngủ á, là hai vợ chồng có thể tâm sự với nhau vài câu, xong cái là tự nhiên mình hưng phấn, mình chia sẻ một ngày là mình yêu thương nhau, cái mình ngủ cho ngon giấc. Nhưng mà ngược lại nhiều khi anh Nhân thì anh lại nghĩ là đi làm về là nó mệt mỏi, thì chúng ta phải ngủ cho khỏe, thì rạng sáng thức dậy là sức lực nó tràn trề thì chúng ta mới làm cái việc đó mới tốt. Có nghĩa là nhiều khi nó do không phải là do công việc. Như chị Cát Tường nói thì mình nghĩ cũng có lẽ như thế đó, thấy chưa? Tại vì thật sự mình thấy là vợ mình thì thường là ngủ rất là muộn, có khi sang 24 giờ mà vẫn chưa ngủ, mà phải xem tivi rồi sau đó mình phi ngủ sớm lại chơi game. Sao? Tại vì người ta không ngủ được, anh người ta khao khát, người ta trằn trọc, người ta muốn là được chồng người ta yêu thương người ta mới ngủ ngon. Anh phải nhìn tới cái đó, cái điều suy nghĩ đó, cái sâu thẳm đó. Có thể là do cái hai người cái múi giờ nó lệch khác nhau. Thì mình thì sau mà ngày lao động và học tập mình mỏi thì chỉ muốn về ngủ thôi, thì nó hình thành một thói quen. Thì mình chỉ thích gần gũi vợ vào lúc rạng sáng. Có những cặp vợ chồng họ ở chung với gia đình tam tứ đại đồng đường, rồi đủ mọi thành viên, đủ mọi thành phần khác, thì ban đêm, ban ngày nó có những cái lúc nào mà họ có thể riêng tư. Tại vì đâu phải ai cũng có những cái điều kiện sống tốt, cái không gian sống, cái địa điểm nơi chốn, họ phải canh để họ yêu thương nhau. Thậm chí là sao ạ? Là họ phải sao? Họ phải chờ là cả gia đình đi vắng hết họ mới có thể. Rồi thậm chí là đúng như Tường nói là tất cả mọi người yên ngủ hết rồi, bây giờ vợ chồng mới yêu thương nhau. Khó quá. Và thậm chí rằng có những cặp vợ chồng không có không gian riêng. Cuối cùng hai vợ chồng giải quyết bằng cách là gì không ạ? Để khi mà hai vợ chồng cùng có một tiếng nói chung mà cái không gian không cho phép, cái địa điểm không cho phép, thì cặp vợ chồng nó ra khách sạn. Và đó là những cặp vợ chồng cực kỳ thông minh. Bởi vì ở đâu mà miễn là họ là của nhau, ở đâu miễn là họ cảm thấy họ tận hưởng được cái lạc thú, cái đời sống hôn nhân của họ, thì đó là cái chuyện mình phải trân trọng. Có một cái lá thư gửi đến cho chương trình như thế này, con cũng muốn chia sẻ với cô, với tất cả mọi người ở đây. Đó là một cái chị bạn, chị nói là rực rỡ đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy mệt mỏi. Nhiều hôm tôi đang ngủ sâu giấc thì bị chồng đánh thức dậy để chơi trò đánh trận giả. Mắt nhắm mắt mở chỉ muốn ông ấy làm nhanh cho xong chuyện để còn ngủ tiếp. Sáng sớm ra mình phải dậy sớm cơm nước cho bố mẹ chồng và cho con ăn. Ổng thì cứ ỷ ôi đòi xin 5 phút. Toàn đòi hỏi, khi mà tôi không có tâm trí cũng như hứng thú vào chuyện ấy thì làm sao mà vui vẻ cho nổi. Lúc mình muốn thì không đáp ứng, lúc mình không cần thì lại đòi. Cứ ông đòi sáng, bà muốn tối thế này, chắc là tôi sẽ bị bệnh lãnh cảm mất. Cô thấy rất là nguy hiểm, cô thấy không? Có nghĩa là cô này là cũng thấy cái triệu chứng mà như kéo dài như thế này hoài thì rất là căng thẳng và mệt mỏi. Thực ra một bên có nhu cầu, một bên thường xuyên từ chối thì cũng dễ dẫn tới nghi ngờ là người ta không có đồng lòng với mình, người ta không có đồng thuận với mình. Đó, nó cũng dẫn ra những cái có thể có sự nghi ngờ. Rồi thậm chí rằng các bạn còn lưu tâm tới vấn đề sức khỏe nữa. Nhiều khi vợ chồng cũng có những lúc chồng rất là mạnh mẽ, nhưng cũng có những lúc chồng sức khỏe của mình nó vì một cái tác động nào của bệnh lý nó cũng làm giảm đi, thì mình cũng phải suy nghĩ cái này. Rồi người vợ những cái ngày người ta trước và sau hành kinh người ta cũng có những cái như thế nào mình phải học. Thiên Vương với bà xã nói chuyện với nhau nhiều về, có thể nói chuyện với nhau nhiều về chuyện đó để mà nó có một cái là đồng cảm với nhau. Thứ nhất, chẳng hạn như là bản thân Thiên Vương đang ngay thời điểm nó ham muốn nhưng mà bà xã không ham muốn thì nó dẫn tới một tình trạng cái sự chịu đựng. Đó. Có nghĩa là bà xã vì quá thương mình cho nên chiều mình cái chuyện đó, nhưng mà bà xã lại không muốn, thì ngay nếu mà thời gian mà nó cứ liên tục như vậy hoài thì nó làm ra nó sẽ bị ức chế, bị chán. Rồi chẳng hạn như là những cái việc mà khi mà quan hệ vợ chồng xong thì thường thường hay mệt mỏi, mà tình trạng như bản thân Thiên Vương thì thường các cặp mà khi mà đã làm việc xong người chồng thường hay lăn ngủ. Thì cái điều đó nó thường hay gây hụt hẫng tới với người vợ của mình. Cho nên là thường là làm việc xong thì sẽ có những chia sẻ đúc kết. Nhưng mà Tường nghĩ giống như trường hợp của Phương Châm á, thà là mình được đi rồi ảnh ngủ á, mình hụt hẫng, nhưng mà hụt hẫng mà cũng được rồi. Còn đằng này á là Châm là hụt hẫng mà không có được, có nghĩa là chờ mà không có được vẫn hụt hẫng, thì hai cái hụt hẫng đó là cái hụt hẫng mà không có được nó nguy hiểm hơn chứ. Tất nhiên, nhưng mà khi mà đã được rồi mà nó phải hoàn hảo hơn nữa thì nó tốt hơn, đúng không? Như Phương Châm đi, bây giờ chờ anh Nhân về, mình chờ trong một cái tâm trạng háo hức, nhưng ảnh về ảnh ngủ thì một lần chỉ nói chỉ khều không được, lần thứ hai không được, cái nhiều khi chỉ quê là chỉ không thèm vậy luôn. Thì nó dẫn đến cái vấn đề là rồi cuối cùng là hai vợ chồng không đồng điệu với nhau nữa trong cái chuyện mà chăn gối, thì nó rất là nguy hiểm. thì em cũng có nghĩ đến, nhưng mà cái hậu quả của nó thì cũng không có gì nghiêm trọng, thì thực ra cái thời gian cũng mới á. Dạ, dạ. Rồi nhưng mà cũng có suy nghĩ lại là phải khắc phục tình trạng này, thì cũng đã có ngồi nói chuyện với nhau này kia, thủ thỉ nhỏ nhỏ với nhau rồi, thì cái cũng có nghĩ đến là phải khắc phục nhanh để không thôi sau này mình có con rồi sao nữa, thì cũng có nghĩ xa xăm như vậy. Rồi những lúc anh chị cho qua luôn thì bản thân anh cảm thấy như thế nào, mình có hụt hẫng không? Thì đôi lúc mình cũng thấy khó chịu, nhưng mà sau khi mà hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì nhiều hơn, hiểu nhau hơn thì có thể thông cảm cho nhau. Yeah. Nhiều cặp vợ chồng thì họ không dám đề cập tới vấn đề nhạy cảm đó, bởi vì giống như đã là vợ chồng rồi nhưng mà lại sợ quê, nói với nhau tôi không hài lòng như thế này lại không dám nói, thế cho nên là nó sẽ càng ngày càng bị bức bối và càng ngày càng ức chế, không phải là bản thân vợ mà có thể người chồng hoặc là người vợ đó. Cho nên khi mà cái mấu chốt là mà em thấy là mình nên nhất đó là làm sao để mà trao đổi được với nhau trong vấn đề đó. Thì tất nhiên giữa trong mình đã trao đổi được rồi thì những cái vấn đề sau giải quyết nó sẽ dễ hơn. Qua cái thư đó thì mình thấy rằng là giống như lời mở đầu của Cát Tường là không phải chuyện của riêng ai đâu, mà nhiều người lắm, chỉ có điều là nó hơi nhạy cảm, cho nên người Việt Nam mình chưa có thói quen bộc bạch cũng như nói với nhau. Thậm chí vợ chồng ở với nhau cả 10 năm họ cũng ngại nói cái này, nó đủ thứ chuyện trên trời, có thể tranh luận với nhau đủ mọi thứ nhưng không bao giờ thẳng thắn nói với nhau về những cái ước nguyện của mình. Mà đây nó là vấn đề hạnh phúc của vợ chồng mà. Cho nên khi mình hiểu được là nếu chồng vui thì vợ cũng hân hoan, mà ngược lại vợ miễn cưỡng thì chồng cũng ngượng ép lắm. Cho nên đôi khi đó vợ vẫn chiều chồng, chồng mệt mình đâu có nỡ. Tại khi mình yêu mình chẳng thể nào nỡ bắt chồng mình làm một cái việc mà nó khó khăn như thế, phải không ạ? Mà đây nó là cái sự cộng hưởng. Vậy thì nếu mà chồng thấy vợ muốn ngủ nướng một tí không nỡ lay động vậy, cho nên nãy giờ nói rất là thật. Tức là Thiên Vương cũng chia sẻ là mình không nỡ, bởi vì mình yêu nhau. Ngay cả trong cái chuyện riêng của hai vợ chồng bạn thì bây giờ mới 9 tháng mấy mà đã có nhiều cái trắc trở như vậy, thì hai bạn đã tìm ra được, cố gắng suy nghĩ bàn luận cho mình được ra cái phương án nào chưa đến thời điểm này? Cái này hai vợ chồng đã có nói chuyện với nhau rồi đó. Cái hôm bữa vui thôi, nói em á thì em thích buổi tối, anh thì thích buổi sáng, vậy thôi mình làm giữa khuya đi. Đó đó, chị nói đùa thôi. Bây giờ đến 5 giờ sáng là nhưng mà không có thực hiện được. Lúc đó tại vì ngủ rồi cũng biết nền tảng của sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc, nên là hai vợ chồng có đi tập thể dục vào những cái ngày mà nghỉ hoặc không có đi làm này kia đó, thì tranh thủ tập thể dục, đi bộ ngoài công viên đó, rồi ở nhà massage cho nhau nhẹ nhàng. Như vậy thì cũng tăng cảm giác. Thực ra đối với hai bạn ấy thì cô tìm ra cái lý do châm thử xem xét ha, là chồng có trách yêu là vợ thức khuya, đúng không ạ? Cho nên đến cái giờ mà muốn đánh thức dậy thì còn đang say ngủ, rất là khó. Vậy thì mình nghĩ xem coi là mình có thể ngủ sớm hơn chút không? Là hai vợ chồng cùng ngủ để hai vợ chồng cùng thức, rồi sau đó là tập cùng thức. Anh thức thì em cũng thức, anh ngủ em cũng ngủ, phải không ạ? Và đây là phải sự điều chỉnh từ từ. Chứ ai vào thay cho các bạn bây giờ? Thay cho các bạn hết, các bạn phải nghĩ ra cái cách như thế nào. Cho nên nói là cho anh ăn gì, cho anh uống gì, và như thế nào để anh rơi vào giấc ngủ sâu. Mình cũng rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng cần thức thì chúng ta thức, ngủ thì chúng ta cùng ngủ. Chúng ta điểm tâm một bữa thật là ngon lành, ấm áp rồi chúng ta chia tay nhau, ta đi làm việc, thì chắc chắn rằng hiệu quả công việc của các bạn tuyệt vời. Vấn đề đây là mình phải nói chuyện với nhau như thế nào. Thì bây giờ Thiên Vương là hay nói chuyện, là hay nãy là con dùng cái từ mà cô cười con là hay họp. Thế thì hai vợ chồng họp nhau ngoài thì cuối cùng là đã đưa ra cái cách giải quyết, cái cách khắc phục nào cho cái việc lệch múi giờ này của vợ chồng mình chưa? Họp hoài rồi đó. Tất nhiên là phải tìm sự đồng cảm. Thì dần dà nó sẽ là dẫn tới là cái việc mà hai vợ chồng sẽ có một cái điểm chung. Thì nó tất nhiên là nó sẽ phải trải qua một thời gian. Có nghĩa là sau mỗi cuộc họp thì nó có khả quan hơn, sẽ khả quan hơn. Với bên cạnh nữa thì riêng bản thân em thì em rất quan tâm tới vấn đề dưỡng sinh và về sức khỏe. Chẳng hạn như cái thời điểm 11 giờ trưa tới 1 giờ chiều và 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng, cái thời điểm đó nếu mà hai vợ chồng làm việc với nhau thì dẫn đến là người chồng sẽ, tất cả những cái sinh lực của vợ chồng của người chồng sẽ bị tuôn ra ngoài hết. Cho nên là dẫn đến tình trạng là càng ngày. Nghiên cứu này ở đâu ra vậy? Tại vì em có học với một người thầy về dưỡng sinh. Cho nên là có thể là ngay thời gian đầu nó sẽ không có nhiều chuyện gì xảy ra, tại vì cái sức khỏe của mình của một người mới vừa lấy vợ, một người đang còn trai tráng thì nó sẽ vượt qua, nhưng mà về sau nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là sức khỏe sẽ yếu xuống mà mình không biết. Đúng rồi. Cho nên là khi mà những cái vấn đề này mình sẽ đề cập với bà xã để mà mình có thể có điểm chung, thành thật nói với nhau. Điểm chung mình nói thì bà xã thương mình thì mình ông này ông nói như thế này thì mình phải coi lại, phải thương ổng chứ, đúng không? Mình muốn tiếp tục với ổng dài hay là tiếp tục ngắn đây? À, ông này nhiều chiêu tròn lắm đây, ghê lắm đây, ghê gớm lắm. Còn cái vấn đề của anh em thấy cũng rất là hay. Thứ nhất là anh thường hay cảm giác hưng phấn ngay cái thời điểm khoảng rạng sáng. Rạng sáng. Thì có thể là tại vì em cũng em xin chia sẻ với anh một chút, đó là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng là cái khoảng thời gian mà vợ chồng yêu thương nhau là tốt nhất. Nhưng mà thường giờ đó là người ta ngủ không thôi. Nhưng mà khoảng đó, tại vì lúc đó là trời nhất và đất là nó đang giống như là nó đang gần với nhau nhất. 3 giờ đến 5 giờ sáng và tối nó gần với nhau nhất, thì cái khoảng đó là người chồng sẽ không bị mất lực. Cảm ơn. Có nghĩa là cũng đạt được cái điều mình mong muốn. Đúng mà rồi. Không mất sức lực. Dạ đúng. À còn hai cái khoanh giờ hồi nãy 11 giờ trưa, 1 giờ trưa là giờ đó là người đàn ông sẽ mất nhiều sức lực. Dạ. Gọi là bán lúa giống đi cho nó dễ hiểu. Hiểu. Cảm ơn Thiên Vương đã cảm ơn đã chia sẻ. Cảm ơn, không phải là Nhân cảm ơn mà Tường cũng cảm ơn. Tất nhiên là thực ra thì tôi có thể nói với các bạn mấy điều. Cái mà để khắc phục cái chuyện lệch đó, nó có nhiều cái cách lắm. Nhưng mà đây là chuyện của hai người, cho nên chúng ta không thể áp đặt cho ai được hết á. Mà chúng ta phải có một cái cách đánh thức cái người bạn đời của mình đó bằng nhiều cách. Cũng một cái cách mà Nhân nói, Châm vừa kể chuyện là anh ấy mơn trớn vỗ về, tức là không nói, không cần phải nói, mà dùng những cái động tác, những cái hành vi, cái cử chỉ của mình để đánh thức người bạn đời của mình, nhẹ nhàng thôi. Và nếu thực sự chúng ta đã trò chuyện với nhau về điều đó, là khi nào em có những cái dấu hiệu như vậy hoặc anh như thế, thì nếu được thì chúng mình nên cộng hưởng với nhau. Mình thẳng thắn mình nói những cái điều đó, bởi vì đó là hạnh phúc của chúng mình. Và xin thưa với các bạn rằng cái hạnh phúc với chanh nó không phải nó đi với chúng ta suốt cả cuộc đời đâu. Rồi nó sẽ đến một lúc nào đó, theo tuổi tác nó sẽ dần bớt đi. Và như vậy chúng ta phải trân trọng những cái khoảnh khắc mà chúng ta khắc phục những cái lệch đó bằng nhiều cách khác nhau. Từ chăm sóc nhau, ăn uống cho đúng, rèn luyện sức khỏe cho tốt, quan tâm tới nhau, yêu chiều nhau, tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho mình khắc phục được cái sự lệch ở trong cái múi giờ hoặc là nhiều thứ khác nữa. Cái lệch nào mình cũng có thể yêu nhau, chừng 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng ông bà mình dạy, không phải cô Mai nói. Và cái điều quan trọng hơn mà tôi cũng nhân qua cái trò chuyện của chúng ta đó, thì tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Chúng ta học đủ thứ, chúng ta nhiều bằng lắm. Nhân muốn học thêm bằng nữa mà có thể học xong còn bằng nữa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lấy nhau, chúng ta phải biết học yêu. Học yêu, học để mà dâng hiến cho nhau. Và phải có cái văn hóa trong cái khi mà mình yêu thương nhau. Cho nên nó rất là tế nhị và rất là nhạy cảm. Cái này phải tùy thuộc. Ngày xưa chúng ta chưa lấy nhau có một người thôi. Khi chúng ta lấy nhau có hai người, chúng ta cùng phải học để chúng ta làm sao để chúng ta hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn, hiểu biết hơn. Và tôi thì tôi không có lệ thuộc vào cái tần suất bao nhiêu, mà quan trọng là cả tuần các bạn nhiều khi chỉ có gần gũi nhau, yêu thương nhau một lần thôi, mà hai vợ chồng đều cảm thấy thăng hoa, hạnh phúc thì nó đủ vui cho cả tuần. Cho nên cái chuyện này đó, nó là một cái chuyện không quy ước được. Có những cặp vợ chồng nhiều hơn, có những cặp vợ chồng xa nhau cả tháng, người ta không có cái điều kiện để gần gũi nhau, nhưng tại sao người ta vẫn hướng về nhau, người ta vẫn yêu nhau, là bởi vì người ta là của nhau. Và một điểm khác nữa đó, thì chúng ta cũng phải thành thật với người bạn đời của mình, bởi vì đây là cái điều là chúng ta cần phải suy nghĩ. Và hơn ai hết, phụ nữ chúng tôi là người rất mong mỏi và mong chờ mình có cái kiến thức để làm sao luôn luôn là mình hấp dẫn trong mắt chồng, luôn luôn là mình muốn được chồng yêu thương và mình cũng muốn được yêu thương. Thì khi mình hiểu được cái điều này thì cái chuyện lệch một chút là mình khắc phục thôi. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là bổ ích, mà con nghĩ là không phải riêng con mà tất cả mọi người ở đây. Hồi nãy giờ con thấy ai cũng chăm chú lắng nghe những cái lời chia sẻ của cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô đã đến với chương trình và luôn luôn đưa ra những cái lời khuyên rất là chân thành và bổ ích dành cho tất cả mọi người có thể tham khảo được. Cảm ơn ca sĩ Thiên Vương, bạn cũng đã góp phần làm cho chương trình phong phú hơn rất là nhiều với những cái cuộc họp của vợ chồng bạn. Thay mặt chương trình cũng cảm ơn sự đồng hành của hai vợ chồng Ngọc Nhân và Phương Châm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin được phép dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc và có những giấc mơ thật là đẹp. Xin trân trọng kính chào.